Ok, mọi người nghe được tiếng của mình chưa? Sorry nha. Phải manually add cái micro vào. Mọi người nghe được chưa? Alo, alo, alo. Rồi, ok, that's great. Nhưng mà để giảm tiếng ồn mà. Rồi, ok. Lần đầu stream bên YouTube cho nên là vấn đề kỹ thuật tí ha. Tiếng vẫn hơi nhỏ hả? Really? Mọi người cảm thấy volume như thế nào? Rồi, ok. Chuyển qua. Rồi, đây là cái đề mà tuần này mình sẽ nói qua ha. Thì cái đề này nó thuộc trong cái quyển tên là Writing for Academic hoặc là General, cái từ cái quyển Insight into IELTS. Thì lát nữa bạn nào mà muốn thì mình có thể gửi list lại email của mình ha. Rồi xong rồi mình sẽ gửi qua. Thì trong đây có thể là nhiều cái các bạn có thể tự dựa theo tips và luyện tập ha. Thì cái này nó thuộc trong cái bài số 4, nó describe một cái process. Rồi. Zoom như vậy mọi người nhìn thấy rõ không? Cái bài này á. Rồi. Ok, thì đối với cái này á thì đó, các bạn có thể thấy chỗ này ha, để phóng gần nữa để đọc cho dễ. Rồi, in writing task one, you may occasionally be asked to describe a process or other pictorial information such as a cycle or a map. Đó là trong task one thì bạn đôi khi sẽ được yêu cầu để mô tả, thì một số cái trường hợp mà trong quá khứ mình đã mô tả thì nó rồi ha. Nhưng mà cái đề dạng này á, mình thấy là khá common, tại vì nếu như search trên mạng cái water cycle diagram IELTS. Ví dụ nè, đó. Thì cái đề này là một trong những cái đề classic mình thấy. Đó. Right. Thì người ta sẽ nói về mỗi chu kỳ của gì đó trong thiên nhiên và cái dễ nhất là cái về nước ha. Rồi. Thì ở đây thì cái đề này nó như vậy ha. Thì cái tip đầu tiên ở đây và mình cũng nói trong quá khứ rồi không? Đó. It is important to avoid copying the task. Đó. Có nghĩa copying the task có nghĩa là lấy lại từ trong đề hoặc là trong trong cái hình ảnh ha. As examiners will simply ignore any material copied from the task paper and you will get no credit for this. Bạn, cái người chấm thi sẽ bỏ qua luôn những cái nội dung gì mà liên quan tới cái đề thi, cái tờ đề hoặc là những cái trên hình nội dung ha. Thì bạn sẽ không được điểm đặc biệt cho cái này. Có nghĩa là bạn phải viết bằng câu cú của mình chứ không có sử dụng lại từ danh đề. Right. Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào cách như kiểu sử dụng những cái word form khác cho những cái từ mà mình thấy danh đề ha. Rồi. Lên YouTube mọi người đều có tên channel, một hai người sử dụng tên cá nhân thôi chứ còn lại ai cũng như kiểu tên đủ thứ, không biết ai là ai. Có Thi nè, à hello Thi, có Xuân nữa, có chị Hương nữa. Ok. Rồi rồi, có cái này chắc anh Duy. Chào anh Duy. Rồi. Thì trước khi vào bài thì obviously mình sẽ đọc cái đề ha. The diagram below shows how the water cycle works. Nghĩa là cái diagram là cái biểu đồ ở bên dưới phải không? Nó cho thấy cái chu kỳ nước phải không? Chữ cycle có nghĩa là một cái chu kỳ gì đó.
Thì bởi vậy chu kỳ thường là nó như kiểu lặp lại theo hình tròn, không? Bởi vậy mình thấy để ý cái chữ cycle này có trong xe đạp nè, bicycle, tại vì nó có hai cái chu kỳ mà, không, hai cái bánh xe đó. Right. Rồi, đó thì water cycle, cái chu kỳ nước, thì nói đơn giản vậy chứ chu kỳ nước là cái chu kỳ mà nước từ biển lên vào đất liền rồi xong rồi thành sông đổ ra lại đó ha. Rồi, anyways thì right cái dòng này thì nó có thể là do cái quyển đề này nó riêng cho nó thôi, nhưng mà nếu như một đề IELTS bình thường thì nó cũng nói là mô tả những thông tin chung này nọ đó. So far thì mình thấy bên những cái quyển Cambridge này luôn luôn người ta có câu đó ha. Thì có thể là do cái quyển đề này riêng người ta ghi một cái câu khác, nhưng mà basically nội dung của mình vào bài cố gắng cũng như là mọi khi ha. Đó, cũng viết ít nhất 150 từ. Rồi. Thì nhìn cái này á thì tính trên logic cá nhân thì mình luôn luôn bắt đầu từ biển trước nhờ, chứ đâu có ai bắt đầu từ đây, right? Đó. Thì mình bắt đầu từ đây ha. Rồi, water stored in sea. Rồi, những cái nốt mà mình thấy ở trên cái biểu đồ này á thì như mình đã nói là không không có nên copy lại, và nhiều cái nó nốt mà nó ghi trên biểu đồ nó cũng là shorthand, tức là nó viết theo kiểu mà viết nốt nó vắn tắt, nó không có đầy đủ ngữ pháp. Right. Nếu như see ở đây thì mình phải thêm mạo từ the see, phải không? Hoặc là in, như kiểu sử dụng danh từ khác như là in the ocean đó. Thì chỗ này á là nó thiếu mạo từ, nhưng mà anyways mình cũng không sử dụng lại những cái câu này. Mình hiểu cái concept người ta muốn tả là à, nước ở ngoài biển, nước chứa ngoài biển. Right. Rồi, cái step đầu tiên là evaporation from the sea. Right. Thì cái này liên quan tới cái ở trên đây, phải không? Rồi. Thì evaporation, mọi người ở đây đoán được nghĩa chưa? Đó, sun's heat causes evaporation, và ở đây là evaporation from the sea. Ở trong phần comment thì mọi người có đoán ra được evaporation có nghĩa là gì không? Rồi, để thu avatar nhỏ lại. Rồi. Rồi. Chị Hương bảo bốc hơi đúng rồi á. Rồi. So từ đó mình thấy evaporation from the sea và sun's heat causes evaporation. Xong từ đó bốc hơi mình thấy invisible water vapor. À, từ này đọc vapor ha. Nó nhấn âm đầu lên. Vapor. Thì chỗ này mình có thể đoán được nghĩa của vapor không? Từ đó liên quan ra. Đối với những bạn mà có thể biết nghĩa rồi thì mình tạm như kiểu để những bạn còn lại đoán nghĩa từ chữ evaporation thử. Đấy, mình bảo là hơi nước. Ok. Rồi, basically đúng rồi ha. À, và đây là cái kiểu viết của bên UK ha. Thì nếu như mà mình làm American English thì không có chữ U. Nhưng mà giám thị chưa chưa thấy giám thị nào trừ điểm. Hoặc là chưa có nghe thông tin nào trên mạng là giám thị sẽ trừ điểm nếu như mình ghi kiểu của American English. Cho nên là các bạn có thể ghi phiên bản ví dụ như là color có U hay không có U gì cũng được á ha. Đó thì ở đây cũng vậy ha. Invisible water vapor. Rồi. Xong là trường hợp đầu tiên, phải không? Rồi, cái đây là ba cái này nó thuộc về một step luôn, right? Thì tại vì cái này á và cái này nó liên quan tới nhau, và cái này là mô tả cái được bốc lên trong cái quá trình này, cái được tạo ra trong quá trình này ha. Tiếp theo mình thấy win và mũi tên lên đây thì mình có thể mô tả như thế nào? Trong phần comment các bạn có thể trả lời thử. Từ những cái mà mình biết nè, có cái chữ invisible water vapor với lại cái wind và mũi tên lên đây. Các bạn có thể ghi ra một câu như thế nào để mô tả được cái quá trình này. Này.
À, có bạn nào trả lời không? Bạn Khánh Linh không biết. Ok. Xuân có còn đang sao? Xuân trả lời thử. Ok. À, Trinh cũng vậy nè. Trinh thử đưa ra một câu gì đó liên quan trong cái step này, mô tả như thế nào. Rồi, nếu như mà nói trong tiếng Việt đi, tạm trong tiếng Việt đi, các bạn có, nói thử coi, như kiểu cái chỗ mà invisible water vapor á, thì có nghĩa là invisible là tính từ, là tàn hình, không thấy được ha. VZ ở giữa là từ chữ vision á, ha, thì invisible là không thấy được. Water là nước, vapor là hơi. Right. Thì chỗ đó có nghĩa là hơi, nước, không thấy được tàn hình. Thì mình có thể trong câu mô tả không cần chữ invisible cũng được. Mình nói hơi nước đi, water vapor. Rồi thì trong tiếng Việt mình sẽ nói như thế nào? Hơi nước và trong cái step này thấy wind là gió phải không? Và nó đẩy lên. Thì mình sẽ nói trong câu tiếng Việt như thế nào? Và từ đó mình sẽ chuyển ra được tiếng Anh rất là dễ. Nếu như mình hình dung được cái ý mình muốn nói. Ha. Thì hơi nước được. Cái động từ ở đây trong tiếng Việt là gì? Ồ, thấy không đâu, không không không, chỗ này là chưa ngưng tụ nha. Chỗ này gió nó đã làm gì với lại cái hơi nước đó? Bốc lên là cái step trước rồi, đang qua cái step thứ hai rồi, đang coi là ở đây gió làm gì với lại cái hơi nước. Đẩy hả, phải không? Hay là trong tiếng Việt mình có thể nói là mang đi. À, đó, ở đó cũng là cuốn lên phải không? Rồi, từ những cái đó đi. Cuốn lên, mang đi, đẩy. Mình có những cái động từ nào để tương đương với những cái đó? Rồi, thổi cũng được. Nhưng mà trong tiếng Anh thổi, gió thổi nước thì nó kỳ. Trong tiếng Việt đã kỳ rồi, qua tiếng Anh nó cũng khó giải thích hơn. Phải không? Đẩy thì nó dễ hơn ha. Rồi, những cái verb nào mà mình có thể tương đương với những cái từ nãy giờ mình vừa đưa ra? Right. Trong đó có thể là có. Đẩy thì có gì? Push nè. Phải không? Rồi. Cuốn ở đây á thì là cái từ verb riêng cho nó trong tiếng Việt. Right. Thì mọi người có thể sử dụng một cái verb khác đi. Mang. Đem theo á. Thì mình có từ gì? Carry nè, đó. Rồi, còn từ nào nữa không? Along with, đó đâu phải là động từ đâu. Along là giới từ mà, phải không? With cũng là giới từ, chưa có verb mà. Đó, có bring nè. À, bring là cái cơ bản nhất mình có thể sử dụng nè. Nhưng mà ở đây phù hợp nhất chắc là carry. Ha. Rồi. Trong cái câu tiếng Việt mình sẽ nói là hơi nước được mang, được đẩy mang theo, đẩy vào đất liền bởi gió, phải không? Thì ở đây mình phải sử dụng thì gì? Thì hiện tại, trong mostly cái này là hiện tại, nhưng mà cấu trúc ngữ pháp nào chứ? Mình định nói như vậy. Cấu trúc ngữ pháp nào ở đây mình phải sử dụng?
Ừ, rồi, Trinh nói đúng rồi á, bị động ha. Đó, passive đó. Rồi, thì từ cái động từ này mình có rồi, mình có chủ ngữ rồi, mình có cái tân ngữ mình là bởi cơn gió rồi. Thì từ đó mọi người sẽ nói thành câu như thế nào? Trinh, viết thử một câu xem. Rồi, nếu như brought ở đây của bạn, cái câu của bạn Khánh Linh là was brought by the wind. Rồi, thì ở đây nãy bây giờ mình chưa nói cái một cái từ rất là quan trọng ha. Để cho mọi người hoàn thành cái câu này một cách hợp lý là đem vào đất liền, phải không? Chỗ này vẫn chưa condense nha, Trên, tại trên biểu đồ là vô trong rồi nó mới condense, right? Vô trong đất liền rồi nó mới condense, right? Thì ở đây á là cái từ quan trọng là England ha. Rồi, không phải là nước Anh đâu ha. Cái từ này hôm vừa rồi mình có nói ở tổng nhầm để tạo một tab khác. Là âm N nha, chứ không phải là England đâu ha. England. England có nghĩa là vào đất liền á ha. Là cái từ nó riêng cho ngữ cảnh mà như kiểu nếu như mình muốn phân biệt giữa biển và trong đất liền á thì mình sẽ sử dụng từ inland ha. Thì ở đây mình sẽ nói là quay lại unit for đây thì mình sẽ nói là water vapor is carried inland hoặc là was brought inland by the wind, ví dụ vậy. Một cái câu cơ bản mình có thể nói ở đây ha. Rồi thì ở bước này á mình sẽ thấy, rồi mình sẽ dịch từ vựng ở đây luôn ha. Đầu tiên là hai thứ ở đây nó tạo ra thêm hơi nước nữa. Thứ nhất là cái hơi nước được đem vào từ từ ngoài biển bởi gió là một. Thứ hai là transpiration from plants and trees. Rồi cái verb gốc là transpire. Transpire thì nó nghĩa gốc của nó ha, có nghĩa là xảy ra. Nhưng mà nghĩa trong ngữ cảnh liên quan tới cây cối nói riêng á, nó có nghĩa là thoát hơi nước đó ha. Cái trong tiếng Việt là gì ta? Quang hợp đó phải không? Transpire. Phải quang hợp không ta? Học tiếng Việt. Tiếng Việt 1.0 á. Rồi. Rồi, thì nghĩa đầu tiên đó nó có nghĩa là happen. Đó, something has happened previously secret becomes known to happen. Rồi. If a body or a plant transpires, it loses water through its surface of the skin. Its surface or skin. Đó, thì cái chuyện mà thoát hơi nước của cây đó ha. Đó, nó tạo ra hơi nước luôn. Thì hai thứ này ở chỗ này nó mới là vapor cools forming clouds. Thì chỗ này á, bạn nào có từ vựng về chữ condense á thì nó rất là hữu dụng, tại vì mình không cần phải lặp lại cái chữ form ở đó nữa ha. Thì mình không cần phải lặp lại cái chữ form ở cái chỗ mây này nữa mà mình có chữ condense rồi. Ok, thoát hơi nước ở cây thôi ha. Rồi ok, thì anyways thì đó, vapor cools là cái hơi nước nó nguội xuống, right? Và tiếp theo là nó form clouds là nó hình thành nên mây đó. Thì cái câu bây giờ mình mới nói liên quan tới cái chuyện mà mây hơi nước nó condense, nãy giờ mình chưa dịch cho mọi người còn lại ha. Condense có nghĩa là ngưng tụ lại ha. Đó, thì chỗ này là nó mới hình thành mây thì mình mới nói cái ý của mình. Thì
Tại vì most of the time mình biết cái biểu đồ này có thể là tạm nó có nghĩa như nào, tại vì ai cũng học qua sinh học khoa học tự nhiên của lớp 5 rồi đúng không, ai cũng biết cái này, nhưng mà ý là mình phải tả theo cái biểu đồ chứ không phải là mình tự tả theo ý mình ha, luôn luôn tả theo cái biểu đồ. Thì ở đây á, đó hình thành nên mây rồi. Anyways, tiếp theo là win nữa, thì ví dụ như nãy mình xài verb gì rồi, mình có thể sử dụng một verb khác. Rồi chỗ này á, ví dụ như nãy là đem là vapor được was carried inland, is carried inland by the wind, thì chỗ này mình có thể nói ngược lại không, ở chỗ chủ động the wind carries không these clouds right even further inland, even đó even further inland, nó là xa hơn, sâu hơn trong đất liền nữa ha. Rồi ở đây nó nói nữa phải không, đó clouds cool further causing rain, là mây nó còn nguội hơn nữa, nó dẫn đến chuyện mưa. Rồi cái này trick question ha. Rồi Trinh sử dụng xanh được luôn ha. Rồi cái câu của bạn Navy 1988 á, là cái vế phía sau nha, is carried uphill, ở chỗ đó thực sự nó chưa nói cái khúc đầu á, thực sự nó chưa nói về cái, nó cũng chưa thể hiện cái gì hill. Cái chỗ này thì bạn có thể nói uphill được nè, nhưng mà cái từ higher altitude là một cái độ cao cao hơn nữa, thì nó là danh từ thường và nó đếm được nha, thì bạn phải nói là carry to a higher altitude ha. Rồi thì ở chỗ này câu hỏi đố một tí ha, có bạn nào biết cái từ khác dành cho mưa không? Sky water. Sky water là literally mình đang ghép hai nghĩa, sky là trời, water là nước ha. Ucha, precipitation, rồi một người. Downpour thì nó nhấn mạnh về cái độ mạnh, độ nặng của mưa rồi. Thì nó lật nghĩa ở đây. Downpour có nghĩa là mưa nặng hạt, mưa mà xối xả xuống á, là người ta sẽ nói là downpour. Ha. Thì cloudburst. Không ai sử dụng từ này để mô tả mưa cả. Pouring verb rồi. Ok. Rồi, có vẻ như là chỉ có bạn ngành in vật tư có cái câu trả lời precipitation. Thì precipitation nếu như mà nhớ được từ vựng này thì tốt, nó là từ khá là gọi là academic cho chữ đó được. Rồi rainwater là nước mưa thôi. Từ thứ hai cũng là bạn ngành in vật tư nói đúng luôn ha, rainfall. Mặc dù nó đơn giản nhưng rainfall có nghĩa là nói về cái khái niệm mưa đó. Hai chữ đó viết dính liền nó sẽ thành noun đó ha, rainfall. Thì hai câu trả lời mình muốn đặt ra là bạn đó đã trả lời đúng hết rồi ha, precipitation và rainfall. Đó, thì hai từ đó mình có thể sử dụng để viết câu ở đây. Ồ, lâu lâu cái camera nó giật giật đứng nhỉ. Chắc để cắm nguồn cho cái. Mình sử dụng cái camera bằng điện thoại cho nên là nó rõ nét hơn, nhưng mà do không sử dụng nguồn cho nên nó giật giật. Rồi, camera đang loading rồi. Thôi, tạm cho đến khi nó bình thường. Rainstorm là quá mạnh rồi. Raindrops là cái giọt mưa. Rồi, cho nên là các bạn viết câu thì nó sẽ sử dụng với lại rainfall và precipitation ha. Rồi thì mình có thể nói là ở bước này mưa
nó mây nó tạo ra mưa xuống xuống mặt đất. Rồi thì ở bước này chắc khỏi cần hướng dẫn các bạn về tiếng Anh nhỉ. Interesting. Có vẻ phải có vấn đề với lại. Để xíu nha, mình kết nối, mình tạo connect lại cái webcam. Rồi thì ở bước này các bạn có thể viết được thành câu rằng là ở bước này mây tạo ra mưa xuống mặt đất, được không? Rồi, ok. Should be normal now. Rồi. Có ai viết được câu nào không? Trinh nè. Sử dụng với hai cái noun đó đi. Rồi viết thử một câu xem. Vậy như bài này làm nhiều người sợ, không ai dám viết mẫu ví dụ gì hết ta. Interesting. Cứ viết đi, sai rồi được sửa. Không nên sợ đâu, ha, cố lên mọi người. 10, 16, 17 người xem mà có vẻ như không ai muốn như kiểu viết mẫu thử. Right. Ở đây nói chuyện một mình cũng buồn lắm nha. Cố lên mọi người tương tác nhiều với mình đi. Viết sai rồi thầy là sao? À, viết sao thầy, ok. Thôi, chắc mình giải thích luôn câu này ha. Rồi. À, vâng, thì câu hỏi ở đây là các bạn có thể viết được cái câu mà ở bước này thì mây tạo ra mưa xuống mặt đất không? Water vapor is brought carried inland by the wind and it condenses to form clouds, and when the clouds are cool enough it will create rainfall in different locations. Rồi, cái câu cái vế cuối này của mình á, different locations. Ở
Ở đây different locations, nếu mình nêu ra mình phải định nghĩa nó chứ, phải không? Different location là những chỗ nào? Nhưng mà ở đây nó chỉ có đúng là chỉ có hai chỗ trên hình, và hai chỗ này mình có thể tóm gọn chung là mặt đất mà, phải không? Thì mình có thể nói thẳng luôn mặt đất đi cho nó đơn giản ha. Thì mình sẽ nói là create rainfall. Nếu như mà create rainfall thì on the ground, right? On the ground. Hoặc là to the ground level hả? In this stage, vapor is cooled off and condenses to raindrops. Then drops off as rain. Drops off as rain down to the ground. Rồi, cái vế cuối của mình là cái duy nhất có vấn đề ha. Thì mình không có sử dụng drop off ở đây. Right. Mình có thể là ghi với cái chữ fall down, right? Nếu như mình không sử dụng chữ rainfall ở trên, right, nó không có bị lặp lại. Chứ drop off á, là thường nó áp dụng với một đến hai ngữ cảnh. Thứ nhất là drop off nói về người như kiểu đang chở ai đó rồi xong rồi thả tôi xuống ở chỗ nào đó, thì can you drop me off at point A, B gì đó. Ha. Rồi drop off nếu như viết liền nó cũng là cái điểm thả ai đó, như kiểu đi xe, như kiểu bus hoặc là đó. Thì ở đây á, drop off không có áp dụng được cho cái từ này một cách tự nhiên ha. Tại vì cái này là communications test mà, form writing và speaking đều là communications test. Thì trong ngôn ngữ tự nhiên của người ta không sử dụng như vậy thì mình cũng không sử dụng như vậy được ha. Mình sẽ fall down, fall down as rain, nếu như bạn có down ở phía sau thì rồi fall as rain to the ground. Down to the ground, ok. Winds brought water vapors inland and the water vapor condenses to form clouds. The clouds then cools down and causes rain. Rồi cái câu của mình á, thì nó thiếu ở đoạn giữa là nó phải đi vào sâu hơn trong đất liền rồi nó mới nguội thêm, rồi nó mới tạo thành mưa, right? Ha, thì ở giữa chỗ đó mình tạo một câu nữa ha để cho nó complete cái process. Again, mình phải stick theo cái diagram nha. Yeah. Diagram nó chỉ là gió đẩy sâu trong đất liền nữa thì mình phải ghi cái step đó nữa. Rồi, anyways. Rồi thì ở chỗ này làm sao mình tả được tiếp theo? Rồi, mình thấy porous rock. Nếu như bạn nào dò từ điển cũng được, nhưng mà có thể bạn nào đoán được cái nghĩa của porous rock không? Ở đây nó có chữ non porous rock một lớp ở đây và nó nối ra tới biển, và ở đây là porous rock. Rồi, thì nếu như trong bài nó có hai chỗ so sánh như vậy, mình có thể hiểu được đá này, hai loại đá này là hai loại đá gì không? Và nó có liên tưởng tới một cái từ gì không? À, gợi ý nha, bạn nào skin care chắc nghe qua một cái chữ tên là pore rồi phải không? Viết đánh vần là P O R E, right? Nghe skin pore bây giờ chưa? Rồi, bạn Navy trả lời đúng cái bản chất của hai từ này rồi ha, thấm nước và không thấm nước. Thì cái chữ pore ở trong đó, chữ porous á, nó đến từ chữ pore là lỗ. Hoặc là nói chung là cái không gian hở gì đó trên một cái bề mặt. Ví dụ như vết nứt, vết một cái lỗ gì đó, thì porous và non-porous là nó có vết nứt, nó có lỗ gì đó trên cái viên đá đó hoặc là cái lớp đá đó. Thì là porous rock có nghĩa là nó thấm được xuống dưới được bởi vì nó có vết nứt, nó có lỗ trên cái lớp đá đó ha. Đó thì chữ pour nó chuyển qua đây là porous là vậy đó ha. Rồi thì ở đây á mình có thể có những cái từ nào liên quan tới ngấm xuống không? Nếu như mưa rớt xuống ngấm vào cái lớp đá mà porous này ở trên đây. Đó, mưa rớt xuống ngấm.
Ví dụ như nhà bạn nào có máy giặt mà như kiểu nó để tiếng Anh á, chắc như kiểu cũng thấy cái chữ mà chế độ ngâm nước á. Đấy. Thấm nước, ngâm nước. Đó, thấm nước thấm xuống. Filter là lọc, right? Filter, bởi vậy như kiểu lớp màng lọc của filter trên máy ảnh cũng là vậy đó ha. Đó. Thì filter through ở đây là được lọc qua, nó mang một nghĩa khác rồi, nước ngấm vào thôi. Nếu như ngấm vào thì sao? Rồi, một trong hai từ của Trinh đúng rồi ha. Absorb thì đúng nè. Seep á, seep actually là chảy ra, chứ không phải là ngấm vô ha. Thì từ đó sẽ hữu dụng ở các cái step sau. Khi mà nước ra biển lại á, thì mình có thể sử dụng chữ seep. Thì người ta thường là seep out, nó đi với giới từ out. Đó ha, là chảy ra. Rồi, thì absorb là từ đầu tiên. Và từ thứ hai, chắc mọi người không chắc không quen ha, thì sẽ là từ này, để mình bật bên từ điển cho mọi người nhìn rõ luôn ha. Thì từ đó có nghĩa là soak. Soak là ngấm hoặc là thấm vào cái gì đó. Chắc ngấm là từ ở miền Nam, còn thấm là ở khu vực miền Bắc nha. Rồi, đó. Rồi, thì cái nghĩa đầu tiên của nó là cái mà mình muốn muốn làm, nó làm cho cái gì đó ướt, bởi vì cái dung dịch đó nó được hấp thu vào một số lượng lớn. Thì ví dụ như là the wind had blown the rain in and soaked the carpet, là gió thổi và mưa bay vào nhà đó và ngấm thấm hết cái thảm. Đó. Hoặc là bạn nên là phải chùi cái lớp rượu đỏ đó mà bạn đã đổ trước khi nó thấm vào cái thảm. Đó, rồi. Thì quay lại ở đây, không? Thì mình sẽ nói là mưa được rơi xuống á, nó sẽ thấm vào cái lớp, rồi. Cái lớp gì đó sẽ là layer, ha. Không phải là chữ class đâu ha. Class là cái lớp theo nghĩa bóng, là như kiểu lớp tầng lớp xã hội nè, hay là cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, nó là theo nghĩa bóng, theo cái nghĩa trừu tượng rằng là những cái lớp mà không có hữu hình á, còn một cái lớp gì đó mà mình thấy được á, ví dụ như là lớp da hay là lớp bánh hay là lớp, nói chung là những cái gì hữu hình thì sẽ là layer ha. Rồi thì rain is then đó absorbed into the porous rock layer. Nếu như mình muốn sử dụng lại cái này đó, porous rock layer, hoặc là is soaked into the porous rock layer. Rồi. Suck là hút nha. Mình thì nếu như mà sử dụng theo kiểu thấm thì mình có phải sử dụng chữ into nữa, right? Thì ví dụ như là water is sucked into the ground, ví dụ vậy đi. Ha. Nhưng mà cái chữ này á, nó imply một cái nghĩa chủ động từ một bên nào đó, nó hút vào. Ha. Thì chỗ này tốt nhất để nói đúng nghĩa nhất á, trung lập mình sẽ nói là được ngấm vào, thấm vào ha. Tại vì nếu như mình nói như vậy á, có nghĩa là như kiểu cái mặt đất nó actively nó hút nước. Rồi, anyways thì mình sẽ move on đó. Rồi, ở chỗ này mình thấy sông phải không? Thì nếu như muốn tả cái ý này á, là sông hồ thường được tạo nên bởi bởi cái sự mà dư nước ở dưới đất, là nó vẫn còn, nó còn lại nước, nước không thấm được xuống đất á, nó sẽ tạo thành sông hoặc là cái dòng suối mà, phải không? Thì thừa thải, mọi người biết cái chữ đó chưa? Dư thừa. Thì mình sẽ nói là như thế nào? Ví dụ như cái câu ý mình muốn nói ở đây là nước dư, nước thừa sẽ hình thành nên sông và nó chảy ra hướng ngoài biển. Ví dụ vậy. Thì cái chữ dư thừa đầu tiên là mọi người biết không ta?
chắc mọi người biết chứ, như kiểu cái từ này nó quá thông dụng trong tiếng Anh luôn mà. Không. Actually ở đây có hai từ lận và hai từ đó đều bắt đầu bằng chữ X nha. Rồi, access. Excessive. Ok. Additional á có nghĩa là thêm, nó không có nghĩa là thừa đâu ha Trinh. Trong ngữ cảnh này sử dụng access phù hợp hơn. Hoặc là từ, nếu như từ dễ hơn cho mọi người như kiểu quen thuộc thì chắc có chữ extra, nhưng mà đúng nghĩa nhất ở đây là access ha. Thì để mà đó. Rồi. Surplus thì thường nó không có sử dụng trong ngữ cảnh này. Surplus ví dụ như là tồn kho dư người ta bán lại á, người ta thường nói surplus nhiều hơn là excess. Excess là như kiểu imply, cái nghĩa là nhiều hơn mức cần thiết có thể chứa được. Cái nghĩa nó khá là cơ bản và nó không có thêm tầng lớp nghĩa nào nào nữa. Còn surplus thì nó có nghĩa như vậy ha. Như kiểu nó nói về mặt hàng nhiều hơn chủ yếu. Rồi, anyways thì trong trường hợp này mình nói là excess water sẽ hình thành nên, thì lúc đó mình có động từ gì? Form, form. Đó, will form rivers or streams. Đó. Rồi, anyways. Đó, thì sau đó thì mình mới nói được cái ý này một cách tự nhiên, phải không? Đó, ở bước này thì những cái sông hồ được hình thành bởi cái nước. Rồi, ở đây á mình sẽ có một cái từ riêng cho ngữ cảnh này ha. Ở đây mình sẽ sử dụng chữ runoff. Rồi, chi tiết hơn là các bạn có thể đọc cái wiki của Surface Runoff đó ha, thì ở ngữ cảnh này nè. Surface runoff is the flow of water occurring on the ground surface when excess rainwater, stormwater, meltwater or other sources can no longer sufficiently rapidly infiltrate in the soil. Thì có vẻ như kiểu nếu như bạn nào không hiểu thì nãy giờ mình không đọc không hiểu gì hết ha, thì mình sẽ dịch cho. Rồi, surface runoff mình cũng chưa dò tiếng Việt cái từ này ha. Là cái dòng chảy nước mà nó xảy ra trên mặt đất khi mà nước mưa bão hoặc là nước mưa chảy ra từ băng băng đỉnh núi á, ví dụ vậy á, thừa ra hoặc là từ những cái nguồn khác nữa không không còn. Rồi, infiltrate là xâm nhập, thì cũng có nghĩa thứ hai là thâm nhập ha, thâm thấm vào á ha, thì thấm vào mặt đất được nữa thì nó sẽ thành surface runoff. Đó, thì cái đó có thể hình thành lên sông hồ biển vân vân. Đó, thì trong ngữ cảnh này mình nói chữ runoff ha cho cái câu này. Đó thì mình sẽ nói là lakes and rivers, mình sử dụng form ở câu trước rồi thì mình có thể tạo ra câu gì đó ở phía sau. Created by surface runoff will eventually evaporate into the, rồi đi và bốc hơi vào môi trường hoặc là bầu khí quyển á, mọi người có từ gì? Và chắc chắn nó không phải là environment đâu ha. Cho ngữ cảnh riêng này á, mọi người sử dụng một từ khác, nó bắt đầu bằng chữ A ha. Nếu như bạn nào biết thì chắc trả lời được dễ. Rồi, ok, các bạn Navy 1988 trả lời đúng rồi ha. Atmosphere. Atmosphere là khi mà mình nói riêng về cái môi trường trong ngữ cảnh mà hóa học hoặc là như kiểu không khí tí á, thì là chữ atmosphere là cái perfect. Ha. Atmosphere ngoài cái bầu khí quyển ở trên nó cũng nói là môi trường khí ở dưới nữa ha, chứ ở mặt đất ha. Thì mình sẽ nói là bốc hơi vào atmosphere will evaporate into the atmosphere. Đó, ha. Rồi. Mình tiếp theo ở đây thì sau khi mình nói xong những cái bước này á thì mình sẽ bắt đầu là nói cái bước này ha. Cái lượng nước, không? The water nó mà nó đã ngấm xuống mặt đất, the water that has been absorbed into the ground that, hoặc là that has been soaked into the ground will flow into lakes, sea, rivers and sea. Đó.
Rồi. Ở đây mình sẽ nói thêm nè, phải không? Đó. Rồi thì không phải là hoàn toàn tất cả những sông nó chảy ra biển đó thì nó là không. Some of the water carried by rivers will go downstream. Đó, chỗ này thay vì mình nói carried downstream á thì mình nói là những cái nước đó được mang đi bởi sông á, nó sẽ sử dụng một cái verb khác. Go downstream. Thì stream nãy giờ mọi người biết á và mình cũng có dịch sơ nãy á là suối, thì downstream là đi xuống suối đó ha, đi dọc theo cái con suối đó thì đó, go downstream by river. Thì không nhất thiết là tả con suối mình mới sử dụng chữ downstream ha. Cho nên là nói với sông mình cũng nói downstream được đó ha. Rồi. Ở bước này thì mình tả và nó nói là river flows into the sea, right? Rồi. River flows into the sea. Các bạn có cách nào khác để paraphrase câu này không? Như kiểu nước sông đi ra ngoài biển. Tại vì obviously nãy từ cái tip nó bảo là copy lại từ trên cái đề của mình đó là chắc chắn là giám thị sẽ không cho điểm mà, phải không? Có cách nào khác để nói viết cái câu này không? Rồi, ngoài chữ flow ra mình có chữ gì? Như kiểu hoặc là mình có thể viết lại cái câu này luôn, miễn sao nó tả đúng cái ý là nước từ sông ra biển. Joint, joint. Joint ở dạng noun á là cái khớp, còn ở dạng tính từ á là kết hợp. Mà kết hợp này á là ví dụ như là trong cái nghĩa JTF, công ty không phải JTF, JSC chứ, sorry, JSC là Joint Stock Company á, công ty hợp phần á, ví dụ vậy. Thì cái chữ hợp này nó thường là nó mang nghĩa có chủ đích hơn, kiểu nói giống như là kiểu con người hoạt động hợp tác lại với nhau á, người ta mới sử dụng chữ joint này ha. Rồi, ok. Transported thì không. Transported by cái gì đó thì được. Right. Sent, gửi. Gửi thì nó có mang ý nghĩa chủ đích quá ha. Thì mình có thể nói là nước nó được trở lại, quay trở về, mình có động từ gì return phải không? Đó. The water will eventually. Nếu như mọi người biết chữ eventually, còn không á thì eventually là cuối cùng. Đó. Hoặc là mình có thể sử dụng thay vì eventually một từ tương đương nữa, cuối cùng là ultimately. Rồi, ok, bạn ngành in vật tư trả lời câu đó hoàn hảo nhất rồi đó, là make someone's way to cái gì đó là tìm đường đi đến đâu đó, nhưng mà thường là như kiểu tìm đường đi đến đâu, chỗ này thêm chữ back nữa là hay. Makes its way back to the ocean là tại vì mình đang trả lời về một cái cycle mà, phải không? Thì nó cũng tuần hoàn lặp lại, right? Đó, thì cái đó là một cái expression khá là hay ha. Bạn nào ở trong group chat thì có thể học theo cái expression này, make someone's way hoặc là make something's way cũng được ha. Nếu như mà mình nói ở đây là mà chỉnh lại chủ ngữ một tí ha. Ví dụ như là the river water, ví dụ vậy đi, chứ river không thì nó là sông tìm đường đi đến biển, không thì nó không giống cái ý nãy mình nói ha, đang nói là cái nước ở trong sông á ha. Proceed là tiếp tục. Right, nó gần nghĩa với continue. Tiến đến tiếp tục thì nó không sử dụng được thành câu nào mà mình có thể hình dung được ha. Mình. Rồi. Thì đó. Mình một là có thể sử dụng return, hai là mình có thể sử dụng cái cấu trúc này makes its way đó. The water makes its way back to the ocean via river, thông qua sông. Right. Rồi, ok. So, cái lớp non-porous rock này á, basically mình sẽ tả ở đây. Ở khu vực mà như kiểu nước ngấm xuống á, thấm xuống á, thì mình sẽ nói là nước sẽ thấm xuống những cái lớp đá này, lớp đá mà thấm nước được. Rồi, đó, thì nước sẽ chảy dọc theo cái lớp đá mà không thấm nước này á, thẳng ra sông hoặc là biển. Đó. Rồi thì chỗ này á,
nãy Trinh có sử dụng chữ seep đó, thì mình có thể nói là water seeps back into the can seep back into the ocean by this way. Tại vì cái lớp này nó cũng nối ra tới biển nè. Đó. Via this method, or by this method cũng được. Đó. Ghép vào cái câu đó như vậy. Rồi. Thì khi mà đặc biệt ở những cái nào mà nó nói về một cái cycle á, thì tốt nhất á, ở bước cuối cùng á, mình sẽ thêm mỗi câu như kiểu, và ở đây nó sẽ lặp lại cái quá trình này nữa, hoặc là nó tiếp tục cái quá trình này. Không. Thì ví dụ như là nó tiếp tục cái quá trình này thì mình sẽ nói là and will continue the process, sorry, the cycle. Đó. Ví dụ như là nãy mình nói là water will make its way back to the ocean and repeat the cycle. Đó. Continue the cycle. Đó. Rồi. Proceed to flow. Not really, naturally không ai sẽ nói như kiểu water will proceed to flow back into the ocean. Nói chung là cái chữ proceed có thể là give up được ha, tại vì có thể là không có nhiều người nói như vậy lắm, hoặc là ít nhất là trong kinh nghiệm cá nhân chưa chưa thấy ai nói như vậy thì mình không thể recommend được ha. Rồi, mình sẽ đọc qua hai câu của Trinh. Following this, rainwater absorbs into the... Rồi, chỗ này á mình nói bị động nha. Tại vì, again là lặp lại trong một cái kiến thức của những bài cũ á, là tốt nhất á, đối với những cái process là nói về những thứ vô tri vô giác mà, mình phải nói bị động chủ yếu để cho an toàn về ngữ pháp. Nếu như bạn nào có khả năng phân biệt theo trường hợp thì tốt, nhưng mà được thì cứ sử dụng bị động cho nó dễ. Đó, thì chỗ này tốt nhất là is absorbed into the porous rock layer and a certain amount of excess water will generate rivers and lakes. Ok, được. Then, either water evaporate into the atmosphere or it returns. Return thì không cần back nữa. Return đã có nghĩa rồi. Come, ví dụ come back thì nó tương đương với return, ví dụ vậy ha. Chứ return không có cần giới từ back, nó đủ nghĩa rồi. Ha. Makes its way back to the ocean eventually. Ok. Rồi. Đó, hai câu đó khá là ổn ha. Mình có thể tả được ý ở đây rồi. Rồi, ok. So, như đó là mọi người có thể đủ để mà tả được cái bài này rồi ha. Rồi, ok, như mọi khi thì bây giờ mình chắc tạm hôm nay bữa đầu trên YouTube thì mình sẽ không sửa bài đầy đủ của bạn nào ha. Bữa sau mình có cái đỡ phải như kiểu chỉnh vấn đề về technical problem rồi nọ thì mình có thể dư ra thời gian để sửa các bài ha. Mà mình cũng khá là báo, khá là sớm cho nên là có khi là có mấy bạn chưa kịp chuẩn bị bài. Rồi, vậy thì mình chắc bắt đầu viết luôn ha. Rồi. Như mọi khi thì lên word counter. Cái này hồi bài cũ nè. Rồi. Làm sao? Đây. Rồi. Got it. Đợi xíu để mình bật cái chức năng timer lên nữa. Rồi, ok, tạo thêm một window. À, có vẻ như là mình không có capture được cái window đó rồi. Để bật lên cái một cái timer. Timer. Right, 20.
Rồi ha, mình sẽ bật cái timer và mình sẽ cố gắng viết cái bài này ha. Rồi. Diagram illustrates the hydrologic cycle of the cross step by step rồi ok, nếu như sử dụng illustrate thì illustration thì sử dụng chữ khác, depicts the step by step illustration of the hydrologic cycle. Ok. Rồi xong câu đầu ha, thì thường là mình phải mô tả. Ủa tưởng đâu tắt rồi chứ. Hydrologic cycle of the hydrologic cycle. Thì câu đầu mà mô tả cái biểu đồ mình đã xong rồi ha. Bắt đầu thì tiếp theo mình sẽ nhận xét chung. Thì one, two, three, four. Five. Okay. Overall, there are five main steps in phases in this cycle. Evaporation, condensation, precipitation, surface runoff, evaporation, condensation, precipitation, surface runoff, and then, okay. Evaporation. Precipitation, surface runoff, and water and returning water to the ocean. In the first phase, water vapor is generated mostly via solar radiation, via the heat from solar radiation. The bulk of the vapor is generated from the sea, although lakes, rivers, and are vapors from trees also contribute to
Atmospheric vapor. Right. Most of the water. The generated vapor is carried inland by okay, wind currents and subsequently cooled down and condensed into clouds. All right. Okay. Cool down, condensed into clouds. In the oh, camera lại vấn đề nữa. Interesting. Then in the second phase. As water, as clouds travels further inland, as clouds travel further inland, it is continuously chilled by the winds that carry it. When the clouds temperature drops to a certain point, precipitation occurs. This will create rainfall, which will release all the water back onto the ground. In this as water soaks into the absorbent layer of rock below, any excess surface amount will create surface runoff that will form lakes and rivers that either create more water vapor
in the future or become or branch out and lead straight to the ocean. As water soaks into the absorbent layer of rock. Oh wait, mình còn bao nhiêu thời gian nhỉ? Oh, còn 9 phút. As water soaks into the absorbent layer of rock below, any excess amount will create surface runoff that will form lakes and rivers that either create more water vapor in the future or will branch out and lead straight into the ocean. Yeah, straight to the ocean or into. Straight to. Okay. Có vẻ như là điện thoại của mình có vấn đề với lại cái đợt stream này nhỉ. Trong quá khứ nó đâu có vấn đề với cái máy cũ của mình đâu nhỉ. Rồi anyways, rồi con này xong rồi ha. Nói về surface runoff xong thì groundwater flows into lakes, rivers, and seas. The water that is absorbed into the ground. Thôi, nãy là absorbed rồi. Soaked into the ground will eventually reach the non porous bedrock that will force the water outwards into the ocean as well, forming lakes and rivers along the way. Some of the water so make its sử dụng lại cái make its way nè, make its way into the ocean via seepage as well. As well rồi. Có also rồi, không cần seepage nha. In the final step. Nãy giờ sử dụng phase chứ. In the final phase, which is called, which is basically water being returned to the seed. By multiple channels such as rivers, groundwater delivery. Còn cách nào nữa không ta? This will complete the cycle and will allow for the next one to take place. Ok, hết giờ chưa? Ok, còn 5 phút. Sắp xếp lại. Ok. Cái chuyện mà cách đoạn nó không có cần thiết trong IELTS, nhưng mà như kiểu again người chấm của mình là người right, làm cho người ta dễ đọc hơn thì chắc chắn là như kiểu người ta sẽ chấm bài mình tốt hơn, hoặc là ý của mình mà gom lại thành đoạn được á thì nó sẽ làm nó tăng tăng technically nó sẽ tăng cái phần mà
Coherence and Cohesion của bài mình, cái điểm CC á ha, 4 cột chấm của IELTS Writing á. Rồi, ok. Check về ngữ pháp ha và từ vựng. Picks, ok. Overall, there are 5 main phases in this cycle, ok. In the first phase, water vapor is generated mostly via the heat from solar radiation. The bulk of the vapor is generated from the sea, although lakes, rivers, and transpired water, transpired vapors from trees also contribute to the atmospheric water vapor. The generated vapor is carried inland by wind currents and subsequently cooled down and condensed into clouds in the second phase. As clouds travel further inland, it is continually chilled by winds that carry it. When the cloud's temperature drops to a certain point, precipitation occurs. This will create rainfall, which will release all the water back onto the ground. As water soaks into the absorbent layer of rock below, any excess amount will create surface runoff that will form lakes and rivers that either create more water vapor in the future or will branch out and lead straight to the ocean. The water that is soaked into the ground will eventually reach a non-porous bedrock that will force the water outwards into the ocean as well, forming lakes and rivers along the way. Some of the groundwater will also make its way back into the ocean. Back into the ocean via seepage. In the final phase, which is basically water being returned to the sea by multiple channels such as rivers and groundwater delivery, this will complete the cycle and will allow for the next one to take place. Okay. Dấu chấm nữa. Rồi. Well, đối với trên giấy thì mình dễ double check lại bài viết của mình hơn trên trên vi tính thì dễ quay lại check lại và như kiểu edit lại cái format cách nhìn này nọ. Trên giấy thì bạn phải plan mọi thứ này từ trước ha. Thì nếu như mà các bạn làm trên giấy thì cố gắng cẩn thận và nghĩ ra trước, plan trước như vậy. Đó. Rồi tại vì mình viết cũng obviously over cái word limit khá là nhiều thì có nhiều bạn có thể thắc mắc là thôi stop timer đi. Rồi nhiều bạn có thể thắc mắc rằng là viết lố như vậy có sao không? Thì cá nhân của mình á là viết lố là chuyện dĩ nhiên, nếu như bạn nhắm đến những cái band cao hơn, miễn sao nó trong cái khoảng time limit mà mình tự đặt ra để mà mình improve, như kiểu mình đặt 20 phút để viết càng nhiều càng tốt thôi. Rồi xong rồi 40 phút còn lại mình dành cho task 2. Còn đối với những bạn mà từ 5 chấm, 6 chấm cố lên 7 chấm á, thì các bạn sẽ nhắm đến chuyện mà có thể là mình viết bài task 1 ở mức tối thiểu thôi, rồi dành càng nhiều thời gian càng tốt để tập cho task 2. Tại vì task 2 nó nhân đôi điểm ở task 1 mà. Nhưng mà như kiểu nếu như bạn muốn điểm càng cao càng tốt ở writing thì tất nhiên là phần nào bạn cũng phải làm tốt chứ, phải không? Đó. Anyway thì yeah, đây là cái bài của mình ha, trong khoảng thời gian là 18 phút. Không, 17 phút 30 giây chứ, phải không? Làm toán dở lắm. Rồi, anyways, đó. Rồi, để quay lại phần chat coi. Clouds travel, vậy dùng water travel được không ạ? Tùy cái câu em muốn nói. Ví dụ như là cái câu sông thì được nè. Water travels downstream. Cũng được là nước nó chảy xuống dọc theo cái dòng sông đó. Rồi anyways thì đáp án của bài này chắc mình sẽ paste lên YouTube thì nó không tiện lắm, mình sẽ paste vào quay lại trang Facebook ha. Mình sẽ vào cái post mà thông báo stream á, mình sẽ để đáp án ở đó ha. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không về từ vựng của mình sử dụng trong đây? Mình sẽ giải thích ngay bây giờ luôn. Phóng gần lại. Hiện tại là còn 12 bạn đang xem. Interesting. Okay. Oh,
Để scroll lên tí, tại cái banner nó che chữ. Ở phần đầu nè, mình chắc mình dịch luôn đi, rồi bạn nào mà muốn hỏi cách dùng từ thì mình sẽ nói ha. Cái biểu đồ này á, depict thì mình đã nói cách đây vài bài rồi ha, pict từ chữ picture, thì depict là cái verb của nó ha, là mô tả một cái hình ảnh gì đó. Rồi, cái step by step illustration thì mình sẽ nói là illustration là minh họa, cái hình minh họa ha. Step by step là từng bước. Right, thì mình có thể thêm hay không thêm cũng được, nhưng mà như kiểu thể hiện rằng mình biết cái từ như kiểu appropriate cho ngữ cảnh này của cái minh họa từng bước của cái chu kỳ nước ha. Thì cái từ perfect cho nó, water cycle là cái từ mà đơn giản hóa của nó, hydrologic. Thì hồi đó mình biết từ này thì cũng qua học top 4. Chứ như kiểu naturally thì thường không ai sẽ nắm cái từ này, trừ khi như kiểu ở trong trường người ta học rồi, hoặc là như kiểu ở một mức nào đó người ta đã chạm qua rồi, còn mức như kiểu giao tiếp thông thường thì không ai biết đâu ha. Rồi, overall there are five main phases in this cycle, thì mình nhận xét chung. Bởi vì mình có từ vựng rồi cho nên là mình sẽ dễ nói hơn, dễ phân đoạn đặt tên cho nó hơn. Bước đầu là evaporation, tiếp theo là condensation là cái noun của nó, chữ condense, right? Precipitation là nãy mình nói đó. Surface runoff là cái từ mình quyết định sử dụng cho cái trường hợp này. Và returning water to the ocean, từ cuối thì như kiểu mình cảm thấy không có cách nào mà để mô tả nó bằng gọn cho một từ thì mình tạo gerund đó, return thêm in vào returning đó, thì trở lại nước cho biển, trả lại nước cho biển đó. Thì ở cái phase, thay vì mình sử dụng step mình sử dụng phase, bởi vì trong mỗi cái gọi là bước này á, nó có nhiều bước nhỏ trong đó nữa, thì mình gọi phase là pha, là như kiểu cái giai đoạn á, nó có nhiều cái bước nhỏ trong đó được. Đó. Sip là nãy nói cho em rồi đó, sip là chảy ra chứ không phải là ngấm nha. Sip đi với giới từ out ha. Sip into là ngấm vào nè, sip out là chảy ra. Yeah, so tùy vào giới từ nó sẽ đổi nghĩa. Rồi. In the first phase, water vapor is generated mostly via the heat from solar radiation. Rồi, trong cái pha đầu tiên á, trong cái giai đoạn đầu tiên á, thì là hơi nước được tạo ra, chữ generate thay vì create, mình sẽ thể hiện được với giám thị rằng mình biết từ. Đó. Thì không cần phải từ khó đâu, miễn sao không phải là từ trên đề thôi. Tại vì từ trên đề thường mostly là từ đơn giản nhất. Right. Thì người ta chấm lexical resource của mình đó là cột LR á, là cái cột từ vựng của mình đó. Thì người ta không có đòi hỏi mình biết từ sâu xa, miễn sao từ đa dạng và đúng trường hợp. Thì đa dạng là cái đầu tiên là mình chỉ cần sử dụng từ khác thôi là được. Còn đúng trường hợp là sâu, nếu như mình hiểu biết sâu về một cái vấn đề gì đó, mình sẽ biết từ vựng riêng cho ngữ cảnh đó. Chứ phải là như kiểu bài nào mình cũng sử dụng một hai từ khó đó là mình được. Đó thì các bạn học writing lưu ý, thì tạo ra chủ yếu bởi cái nhiệt từ. Rồi thì nói heat from the sun là lặp lại từ chính đề rồi, thì mình sử dụng cách nói khác. Radiation là phóng xạ, tại nhiệt cũng là một dạng phóng xạ mà, đúng không? Hồng ngoại đó. Thì solar là từ nói cho tính từ của mặt trời, đúng không? Solar và lunar đó, lunar calendar là lịch, mặt trăng là lịch âm đó. Đó, lunar new year đó là Tết đó, đúng không? Thì solar radiation là phóng xạ từ mặt trời đó. Rồi thì hoàn toàn nó vẫn còn nghĩa gốc mà, phải không? Nhiệt tạo ra từ phóng xạ mặt trời đó. Rồi, the bulk of cái gì đó, bulk bình thường có nghĩa là sĩ, hàng sĩ á, nếu như cái đó là ngữ cảnh đơn giản nhất mà mọi người có thể biết, thì bulk, the bulk of cái gì đó cũng có nghĩa là đa phần của cái gì đó ha. Mọi người lưu ý cái từ này nếu được thì học đó. Thì đa phần của cái hơi nước thì được tạo ra từ biển, mặc dù là tại vì trong bài này á, đó đâu phải là nguồn duy nhất đâu, phải không? Nguồn thứ hai và nguồn thứ ba nè. Right. Thì nếu như bạn nào biết quan sát trong cái biểu đồ này á, và như kiểu again là như kiểu cái mình không cố ý không nói lúc đầu để mà vào đây mình áp dụng cho các bạn thấy rằng là không phải là như kiểu tới đây nó ấy mình mới nói, hay là tới đây ấy mình mới nói, phải không? Thì IELTS đa phần nó nói là selecting and reporting the main features. Thì mình phải chọn ra thông tin gộp như thế nào mà nó hợp lý nhất để mà tả đó ha. Thì quay lại thì mình nói là không, mặc dù là hồ sông và như kiểu hơi nước mà được tiết ra từ cây đó, nó
cũng đóng góp cho cái atmospheric. Thì mình nói từ chữ atmosphere biến ra tính từ là trong môi trường, nó thuộc về môi trường, nó thì hơi nước trong môi trường, right? The generated vapor is carried inland. Đó thì basically cái câu nãy mình nói đó ha. Và subsequently. Rồi. Từ này nếu như bạn nào chưa biết thì đầu tiên là đến từ cái chỗ này, từ chữ sequence, cái chuỗi. Thì subsequent là cái tính từ của nó là tiếp theo, tương đương với chữ next đó, hoặc là sau đó, đó, after that đó. Thì subsequently tới, bởi vì mình bổ nghĩa cho từ này cho nên là mình phải biến nó thành trạng từ đó. Subsequently cooled down and condensed into clouds in the second phase. Thì được á, cố nhớ. Ví dụ như lúc đầu mình viết câu này xong mình chưa chưa nhớ ra là, à phải viết cho cái người chấm biết là à, cái phase thứ hai ở đây nè, đánh dấu cho người ta biết. Rồi, as clouds travel further inland, it is continuously chilled by the winds that carry it. Là ngay trong khi mà như kiểu mây nó đi vào sâu hơn trong đất liền, nó liên tục được làm nguội xuống bởi cái gió mà mang theo nó. Khi mà cái nhiệt độ của đám mây á, rồi thì mình có nhiều từ để nói là đến một cái mức gì đó, nhưng mà mình sử dụng chữ drop á, là vừa ở trong ngữ cảnh này sử dụng drop được ha, là hạ xuống, là nó nói đúng nhất, mà tại vì đang lạnh xuống mà mình có thể nói reach là đạt tới, nhưng mà thường reach thường là tăng lên, drop là hạ xuống, right? Thì mình có thể reach hoặc drop hoặc là get to a certain point thì là nghĩa trung trung hòa nhất là nó sẽ đến một mức nhiệt độ nào đó, nhưng mà drop phù hợp nhất thì mình sử dụng thôi. Đến một cái điểm nhất định thì precipitation xảy ra đó, thì điều này nó sẽ dẫn đến, tại vì ở trên đây mình không có nói thẳng cái từ mà trong cái step á, phải không? Mình không có nói chữ evaporation trong đây, mình cũng không có nói chữ condensation trong đây, right? Đó thì ở đây mình nói chữ precipitation, nó tương đương với nói third step rồi. Đối với mình là như vậy, không biết là giám thị chủ ở mức độ chủ quan người ta chấm như thế nào. Nghĩa là IELTS writing là chấm chủ quan, cho nên là nhiều khi mình cảm thấy nó hiểu nó đúng với mình, nhưng mà phải viết như thế nào mà người kia cũng hiểu được ha, cố gắng như vậy ha. Thì precipitation occurs là chuyện này nó xảy ra, cái chuyện mà mưa rơi xảy ra, thì điều này nó sẽ tạo ra mưa, không? Mình áp dụng lại tất cả những cái từ vựng nãy giờ các bạn đưa ra đó, để mà thấy là từ nào nó cũng có cái ngữ cảnh, cái câu cấu trúc để sử dụng. Nó sẽ release, thả ra tất cả những cái nước quay trở lại mặt đất, không? Và trong lúc mà nước ngấm xuống, rồi chữ porous rock mình hiểu được cái bản chất của nó là gì rồi, mình sử dụng tính từ khác mô tả nó, miễn sao đúng nghĩa gốc, paraphrasing đó, thì hoàn toàn đúng, không sai. Porous rock và non porous rock là đá thấm và không thấm, thì mình sử dụng tính từ absorb, absorb biến thành tính từ absorbent ha. Thì đó, cái lớp đá, lớp thấm, lớp đá mà nó thấm được nước ở bên dưới, và bất kỳ cái khoảng dư nào á, nó sẽ tạo ra surface runoff mà nó sẽ hình thành nên hồ và sông. Mà một á, không, either á, mình sẽ hình dung nó trước, nếu như mình nói cái gì or thì mình sẽ nói chỉ either trước ha. Một là nó sẽ tạo ra hơi nước thêm trong tương lai, hoặc là nó sẽ tách nhánh ra, branch out, và nó dẫn thẳng đến biển, đó, lead straight to the ocean, right? Rồi tiếp theo, nước mà nó đã ngấm xuống mặt đất sẽ sau này, eventually sau này hoặc là cuối cùng sẽ đến cái lớp. Rồi chỗ này mình quyết định sử dụng lại cái này, nhưng mà mình biến cái chữ sau, bedrock. Rồi, bedrock là cái từ riêng cho cái lớp đá mà nằm ở dưới đáy, trong các cái tầng lớp đá đó ha. Thì cái nào nằm ở dưới đáy thì mình sử dụng chữ bedrock. À, thì thay vì mình lặp lại y chang trong đề thì mình không thể hiện rằng mình biết cái chữ bedrock đó. À, nó sẽ ép nước đi ra ngoài cái biển đó, và tạo nên hồ và sông along the way. Tại vì ở trong cái này nó nói là không cũng tạo ra mà, không thì along the way là dọc đường, right? Một số cái nước này nó cũng sẽ tìm, nó make make its way đó, tìm đường ra ngoài biển thông qua cái chuyện seepage, mình chia ra thành danh từ, right? Rồi tiếp theo, in the final phase, which is basically water being returned to the sea by multiple channels. Ở đây á, channel không phải là kênh TV ha. Channel nếu như mà hiểu ngoài cái kênh TV ra thì nó cũng có nghĩa là kênh theo kiểu mà cái phương pháp đó, such as rivers and groundwater delivery. Thì nói groundwater không thì không đủ, phải có một cái từ gì đó nữa để bổ nghĩa đủ ha. This will complete the cycle and will allow it to the next one to take place. Điều này nó sẽ hoàn thành cái chu kỳ và sẽ cho phép cái tiếp theo xảy ra. À, quay lại cái từ nãy mình muốn, channel, yeah.
Thì khi mà các bạn vào từ điển thì cố gắng nha, coi hết tất cả các cái definition của nó. Đầu tiên là obviously television station, nhưng mà rồi đầu tiên đó là vậy. Thứ hai là kênh theo kiểu con kênh đó ha. Đó. Và tiếp theo là a way of communicating with people, là tiếp theo không? A way of making a product information available, a route or a way out of an airport. Nói chung là một cái đường gì đó, một cái cách gì đó ha. Thì nghĩa của nó cũng rất là rộng, là linh hoạt. Rồi, để xem coi còn 14 viewers. Có ai có câu hỏi gì thêm về cái bài viết này nữa không? Có vẻ như mọi người không tương tác nhiều ở stream này nhỉ? Ok. Really? Ok, thì khó thì học xong thì nó dễ thôi. À, hy vọng mọi người học được gì đó vào buổi stream hôm nay ha. Vấn đề về camera thì chắc mình sẽ fix trước khi tới buổi hôm sau. Kiểu nó hoạt động cũng random, nó lúc nó tắt nó bật. Rồi, vậy thì thôi, chắc mọi người có thể xong rồi ha, nghỉ rồi ha. Mình sẽ dừng stream. Rồi, bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến xem ha.